Làm Xin chào các bạn nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Đây là một cái cây bằng thép máy sới. Đấy, ông Thỏ làm tặng cho chú Thuận. Dùng mòn lắm rồi. Thép máy sới này nó chẳng khác gì thép cái gì RV82 à? Còn không rõ nữa. Không, nó gọi ấy, nó phải thép. Nó giống cái này đúng không? Nó giống nhau. Là thép này chỉ có ông dùng ông mới biết được nó giống nhau hay không giống nhau đâu, đúng không? Cái lưỡi phay của máy cày ấy. Đây là cái lưỡi phay của máy cày này. Đấy, máy cày Nhật. Ông Thò ông ấy làm tặng cho ông Thuận một cây. Đấy, bây giờ ông dùng đến mòn lắm à. Cũng còn tốt mà. Chuyên để cái này là chuyên để đẽo cái cánh. Đẽo cánh này. Đẽo cánh nỏ này, đấy. Con dao mèo ấy, người ta mang vào sử dụng thực tế. Người ta mang vào, người ta làm những cái công việc mà giúp ích được cho cái người chủ. Thì con dao mèo đấy mới gọi là giá trị. Còn con dao mèo mà anh em mà mang đi phá hoặc là mang đi làm những cái việc nó không đúng ấy, thì nó lại là những con dao rất là nguy hiểm. Nó phải giúp ích được cho cái người sử dụng cơ. Mấy cái này chuyên này vót cánh này, vót tên này. Vót tên, vót cánh rất là nhiều rồi. Đây, con này gọi là con dao mèo cũ mà. Cái này 2 năm rồi. 2 năm rồi đấy. Dùng muốn tốt thoải mái. Cái đường luyện của nó vẫn còn. Đúng rồi, này để dùng thoải mái. Con này nhất là đẽo cánh thì sướng nhỉ. Con là bác Thỏ làm. Chuyên đi phát cánh. Thằng Ninh có một nó đánh dao ở cái thằng miền Trung ấy. Cái loại dao nó bùn nước tôi của nó kinh thế. Trẻ tóc rồi. Cái này vót sướng nhỉ ông nhỉ? Ừ. Cái này đúng vào vót tên là hợp hợp nhất đấy. Ra thì vót tên mình. Đây ông đang vót một đống tên này các bạn. Tên bằng cái cây con mượn tí. Cái dao quắm. Cái này cái dao ngửa nhỉ, không phải quắm. Dao ngửa, dao này người ta mài một má. Người ta chỉ mài đây này một vát một bên. Thế. Một vát, còn một bên này là nó có độ phẳng nhiều. Hơi gọi là hơi phẳng. Nó phẳng luôn. Cái này là do Hưng Lê làm nhá. À, đây, Hưng, toàn bộ đây sản phẩm của Hưng Lê đây. Hưng Lê làm. Đấy, từ gò này, từ chạm hóa văn. Còn này. Cái này thì không biết là ai rèn. Cái này là Hưng Lê cho thợ rèn ở trong Nam. Đấy, còn đây là... Còn cái sản phẩm này là Hưng Lê, rất là khéo tay. Đấy, khéo tay. Anh ấy làm đồng rồi... Đấy, chạm khắc. Chạm rất là đẹp. Cái này là tôi điện, tôi theo pa dem của nó. Nó có cái này là rất là hợp nhá. Đúng là phong cách vót tên nhỉ, cái này nhỉ? Không nhỉ? Đấy, đúng rồi. Một cái thì kẹp vào lách, một cái là... Đấy, là... Cái này có độ trượt rồi. Hợp để vót tên. Sắc lắm. Một ngày chắc chúng em làm được lúc sáng từ sáng này không? Cái này được bao nhiêu tên đấy? À, cái này từ sáng này. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Từ sáng bây giờ là 11 giờ trưa rồi mà mới được có 18 cái tên. Thế rồi. Chắc hết chỗ này chắc là được khoảng 20, 22, 24, 26, được 30 cái. 30 cái nhưng mà mới chỉ là vót thô thôi đấy. Nhưng mà 30 cái này thì mất một ngày. 30 cái tên này mất một ngày anh em ạ. Một ngày phải đến là khoảng tầm mà 10 rưỡi mới tra cánh xong. 10 rưỡi tối à? 10 rưỡi đêm. À 10 rưỡi đêm mới xong đêm hoàn thiện. Hoàn thiện. Thế thì mất bao nhiêu tiếng nhỉ?
Ui, không biết đâu, cái này chỉ có làm là làm thế thôi. Tận 10 giờ đêm mới xong Đấy, được 30 cây. Cứ hôm nay thì phải đến 10 giờ đêm thì mới xong cái tên này. 10 giờ đêm mới xong 30 cái tên này nhá. Đấy. Mọi người tưởng cái tên này vót là dễ dễ nhanh và dễ lắm, nhưng mà thực ra là còn còn nó còn nhiều thủ tục lắm để mà hoàn thiện được những cái tên bó vào như thế này cho anh em chơi thì nó để Đây, còn còn cái cánh của nó, đây là chẳng qua là đến 10 giờ đêm là làm cánh sẵn rồi nhá, cánh nó có sẵn rồi. có sẵn rồi nó Nếu nếu mà là còn phải làm cánh này 30 cái nữa thì coi là rất đến sáng mai mới xong. là lâu để mà được 10 cái tên này để cho theo lò thì khá là lâu rồi anh em ạ. Không Đây không là không nhanh được. tên, đây là tên thi đấu thì nó vót, nó vót, nó không phải là vót tròn đi. Đấy. Mà nó vót cái dạng, nó dạng hình 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 bầu dục, nó gần như thế. Ví dụ như mà anh em nào mà vót tên thì anh em có thể vót nhong nhong một cái thì có thể xong được rất là nhiều, nhưng mà để mà vót để cho nó chính xác được ấy thì phải cần có thời gian Đấy, lâu phần hơn, phần phần đầu của lâu hơn nó rất là vót nhiều. Đấy. vót vót phần đầu của nó rất quan trọng. Anh vót như thế nào để phải tính cái độ xé không khí của nó ấy. Cái độ áp suất không khí cho nó đều. Đấy. Cứ vót thế nào vót thì nó nhanh thôi. Lên quay một số cái cây nỏ cho anh em xem nhá. Đây là cây vàng vàng này, là cây của mình nhỉ. Đấy. Làm xong lâu lắm rồi. Cây này là chú Thuận chú tặng mình. Cây này VIP Pro luôn. Mình cứ để đây cho nó ăn khói thôi. Đấy, khắc tên. Khi nào nick có lên mới biết là à nỏ lên nỏ ông Thuận làm. Sẽ lấy xuống cho anh em xem. Đấy. Hôm nay mình có thời gian rảnh mình lên đây chơi. Quay cho anh em xem cây nỏ của mình nhá. Thì tới đây mình sẽ trang trí vào thêm cho nó đẹp hơn nữa. Thì trang trí ở đâu? Thì hôm nay mình sẽ buộc thêm cái chỉ vào cái cánh này nữa. Bên này ba cái, bên này một cái nữa. Chỉ đen nữa. Thì cánh nó sẽ nhiều chỉ, nó sẽ đẹp hơn. Thì cái cây này thì con sẽ phải đánh thêm lại một hai lần nữa để cho nó bóng đẹp. Đó. Sau đó thì bắt đầu buộc chỉ. Đấy. Dần dần nó sẽ đẹp hơn, đẹp lên hơn. Thì các bạn sẽ chờ thêm một thời gian nữa nhá. Cây này mình vẫn đang trong thời gian để hoàn thiện thôi. Muốn đẹp thì nó phải cần có thời gian. Đấy. Quay cho anh em xem đấy. Đây, anh em quay. Nấc có lên. Đấy, nó Văn Thuận hạ xuống. Cái này được chú Thuận chú ý khảm cho mình bằng gỗ mun. Sờ lên chỗ này rất là mịn luôn. Mịn lắm. Không bao giờ mất đi được. Chỗ này khảm gỗ mun mà. Đấy. Trước mình định bảo chú ấy khảm sừng, nhưng mà sừng trâu đen ấy, nhưng mà chú lại khảm bằng một gỗ mun này cũng cũng được. Đẹp lắm. Bây giờ mình lại cất đi. Trên này thì là một số cái cây. Đây là dàn dàn cánh. Đây là dàn nỏ này là của anh con trai chú ấy làm. Đấy, còn cái dãy này này, dãy bên trong này này. Dãy trong này là toàn của chú ấy làm hết. Đây là có mấy cây nỏ cổ. Ba cây nỏ cổ. Đây, mấy cây này thì mấy chục năm rồi. Còn mấy cây này thì chẳng tầm khoảng tầm 5 năm đến 15 năm đổ lại thôi. Đấy, anh em xem. Còn cây này thì mới làm. V100 mã đang trong thời gian theo dõi nên vẫn treo đây. Để mà có được những cái cây của chú Thuận này rất khó lắm. Phải đúng cây của chú Thuận để làm nó rất là khó. Trên này thì rất là nhiều cánh này. Không biết thời gian như nào rồi, bây giờ chỉ có chú mới nhớ được. Trên này thì rất là nhiều mây. Đấy, mây mang về để gác bếp luôn.
Cảm ơn anh em đã xem video nhé. Nếu mà anh em yêu thích cái video này thì hãy đăng ký kênh, ủng hộ thì mình sẽ quay những cái cây nỏ đẹp cho anh em xem tiếp theo. Những cái cây mà thật là chuẩn cơ. Đây toàn là cánh. Dàn dưới này là cánh của anh Lâm. Đấy. Lâm anh làm con trai chú Thuận ấy, làm những cây nỏ săn ở dưới này. Ok.